dù chậm lớn có loại dinh dưỡng nào tốt cho đàn vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng không ạ? Với cái tình trạng mà heo lông xù, còi cọc chậm lớn, ăn không hấp thu được thì các bác hãy dùng ngay cho em cái sản phẩm siêu vô béo đặc biệt này nhá. Thì với các cái thành phần đầy đủ các cái vitamin, axit amin hàm lượng cao cùng các cái con men có lợi sẽ giúp cho vật nuôi rút ngắn thời gian chăn nuôi, tăng cường tiêu hóa hấp thu và bổ sung đầy đủ các cái dưỡng chất giúp cho đàn heo lớn nhanh khỏe mạnh, hạn chế cái tình trạng xù lông còi cọc chậm lớn các bác nhá. 4 tháng 7 ngày. Đây, 4 tháng 7 ngày anh em nhá. Đặt cốc lên mông là đây ạ. Không và rơi đây được. Là kết quả khi mà trang trại sử dụng sản phẩm đây các bác nhá. Rất là đẹp đây, bung mông nở vai nhá. Heo rất là đẹp nhá, nhiều nạc ít mỡ các bác nhá. Và nếu như các bác đang chăn nuôi mà gặp phải tình trạng heo gầy gò, chậm lớn, kém phát triển, không hấp thụ được, ăn nhiều nhưng mà vẫn gầy gò, yếu ớt thì các bác sử dụng ngay sản phẩm siêu vỗ béo đặc biệt này cho heo các bác nhá. Sẽ giúp cho đàn vật nuôi nhà mình bung mông đẹp mã, tăng trọng nhanh, rút ngắn được thời gian chăn nuôi nhá. Cảm ơn các bác đã luôn tin dùng sản phẩm ạ.